Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 146 Làm khó Hoa lê nở vào mùa xuân, dáng mai vàng cuối đông, chính là bóng của hoa lê mùa xuân. Hôm nay Chu thập cửu mặc trường bào xanh lam, nom cực kỳ thoải mái nhàn nhã. Cớ gì mai vàng nhất định phải là bóng của hoa lê, tựa như lá liễu thường được ví như hàng mảy hơi nhướng. Nếu quận vương gia thích, vậy cứ thêm hoa lê đi. Chu thập cửu nhấc bút lên. Cây hoa lê chậm rãi hiện hình trên mặt giấy, gốc hoa lê không khô cằn như gốc mai vàng, dáng cây mềm dẻo, trong nhu có cương, duyên dáng vô ngần, lá xanh mượt mà. Chu thập cửu chấm bút vào mực trắng, từ tốn điểm năm cánh hoa nhánh hoa vương hạt mưa tựa giọt lệ làm tót váy nàng quý phi yêu kiều cảnh hoa lê tung bay trong mưa gió sống động như muốn bung ra khỏi trang giấy động lên cành mai do lâm di về lâm di quả quyết điểm bút từng nét mực nhạt nhuộm thành hình dáng cánh hoa mai từng đóa từng đóa hợp thành các gốc mai với dáng đứng biến hóa khác nhau hoa lệ dưới ngòi bút của chu thập cửu trái lại không hề thay đổi lấy bất biến ứng vạn biến lâm di đổi cách vẽ nụ mai e ấp trực nở bung thay cho cành lá sung xuê không bao lâu sau mặc dù trên trán đã lâm tấm mồ hôi nhưng lâm di lại thấy sảng khoái kho tả cứ thế đến khi bức họa xuân được hoàn thành bước ra xa nhìn lại hoa mai vừa rực rỡ vừa e ấp hoa lê phóng khoáng uyển chuyển và dẻo dai khác thường Cường nhu cùng tồn tại người bên ngoài chắc chắn không vẽ ra được sắc thái này đây chính là hoa lệ ban đầu nàng định về nhưng nàng không chắc mình có vẽ được không cho nên mới chọn vẽ hoa mai dễ hơn mà chu thập cửu cũng chưa từng vẽ được kiểu hoa mai muôn hình muôn vẻ kia quất hồng và linh lung dẫn nha hoàn vào thu dọn bờ hơi tai năm sáu loại bút bảng màu nhỏ bảng màu lớn bày khắp bàn nha hoàn bận biểu hai chủ nhân lại nhàn nhã ngồi một bên uống trà trong đôi mắt sâu đen nhánh của Chu Thập Cửu lướt qua một tia sáng nhàn nhạt, nhạt, soi rõ bóng dáng Lâm Di ngồi ở đối diện, tựa như vầng trăng sáng sau khi mưa gió qua đi. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của Lâm Di dính màu vẽ trắng. Màn đấu họa vừa rồi thật sự vô cùng ý vị. Hai người mới uống được một chén trà thì ma Mama tới dục, quận vương gia, quận vương phi, nên đi nghỉ rồi à? Hai người cùng nhau ra khỏi thư phòng bọn nha hoàn vội vàng đi lấy nước hầu hạ họ rửa mặt. Rửa sạch mùi mục trên người xong, thay y phục thoang thoảng mùi hoa cỏ, Lâm Di vùi mình trên giường nệm, giãn tay giãn chân cho đỡ mỏi. Hất mái tóc dài qua một bên, ngước lên nhìn từng túi hương tinh tế treo trong màn. Chu thập cửu đưa tay ôm Lâm Di vào cổng, đưa các món tay thon dài đùa nghịch tóc nàng. Nguyễn Nguyên, có muốn đề tự cho bức tranh kia không? Đề tự, nàng còn chưa nghĩ tới chuyện đó. Một gốc hoa lê một suối trắng, chẳng hay đêm nay thuộc về ai. Giọng Chu Thập Cửu như sen lẫn cùng chàng đọc xong câu thơ thì dừng lại, như muốn dò ý nàng. Tìm Lâm gì không khỏi thiết chặt, nhịp thở cũng hơi nhanh hơn một chút. Y phục lót trên người chậm rãi bị cởi ra, bàn tay với các món thon dài ở eo nàng thuận đường rời lên trước ngực. Tính ra đã mấy ngày bọn họ không Chu Thập Cửu hơi nâng người lên, lọn tóc đen dài trượt qua vai rơi xuống cọ nhẹ nhẹ lên người nàng, ngón tay luồn vào mái tóc dài mượt của Lâm Di, đôi mắt sáng ngời vẫn chăm chú nhìn nàng. Sau màn giường mờ ảo, Lâm Di cũng đang nhìn Chu Thập Cửu. Trên mặt Chu Thập Cửu luôn treo một nụ cười mím thản nhiên, chẳng lẽ anh ta chưa từng sợ có một ngày sẽ tính sai ư? Sau khi gả cho người này, Lâm Di mới hiểu, sự thông minh của đối phương vượt xa tưởng tượng của nàng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Có lẽ trên bàn cờ này của anh ta, ai cũng là quân cờ. Ánh mắt Lâm Di hơi biến đổi, nàng nghĩ gì đều không thể che đậy ở trước mặt anh ta, Chu Thập Cửu nhất định sẽ nhìn ra. Nụ cười trên mặt Chu Thập Cửu càng thêm sâu, Nguyễn Nguyên, cởi dây lưng giúp ta nào. Suy nghĩ bị câu này ngắt ngang, Lâm Di lấy lại tinh thần thì phát hiện quần áo của mình đã bị vứt sang một bên, còn của đối phương vẫn gọn gàng trên người. Bình thường Chu Thập Cửu luôn tự mình cởi đồ mà, sao hôm nay lại yêu cầu nàng cởi vậy? Đương nhiên Lâm Di không chịu. Hai mắt Chu Thập Cửu sáng ngời, ta quên mất, Nguyễn Nguyên mãi về mai nên mỏi tay rồi. Dứt lời chàng từ tốn nắm tay Lâm Di kéo tới chỗ thắt lưng mình. Lâm Di muốn rụt tay về, nhưng Chu Thập Cửu chỉ hơi dùng sức là ấn được ngón tay nàng xuống nút thắt, kéo nhẹ một cái, thắt lưng liền tuột ra. Chu thập cửu mỉm cười bình tĩnh nhìn nàng, hơi thay đổi vị trí, ra thịt hai người lập tức cận kề. chàng hơi động eo, đôi mắt màu đen như dần nổi sóng theo cử động của thân thể. mặc dù không đau như đêm tân hôn, nhưng cũng ê ẩm khó tả. may Chu thập cửu không dùng nhiều sức lắm. một cúc sau lâm di dần thích ứng, song vừa thả lòng người nàng tiền hối hận, Chu thập cửu rõ ràng tăng tốc nhanh hơn. Cùng với từng cái thúc mạnh của đối phương, Lâm Di chỉ thấy hai chân bùn rùn, vành tay nóng bừng, thân thể như sắp bị nghiền nát. Theo hai lần kinh nghiệm trước của nàng, tốc độ càng nhanh tức là sắp kết thúc. Nhưng tại sao càng kéo càng lâu vậy? Lâm Di phát hiện, người này không còn là anh chàng khổ khờ mới nếm mùi đời nữa. Mồ hôi ướt thân thể, hương từ lưu đồng không còn lấn át được hương tình nồng nàn sau mà nữa lâm di đẩy chu thập cửu ra run rẩy nói được rồi ngày mai còn phải tới nha môn đấy giọng nói lười biếng của chu thập cửu mang theo ít bất đắc dĩ nguyễn nguyên không thể làm khó người ta như vậy thêm một lát nữa được không ta vẫn chưa xong mà làm khó người này biết khó xử là gì sao nam giới và nữ giới thật sự khác biệt đến vậy ư lâm di dậy sớm nhìn bên cạnh trống rỗng chu thập cửu dậy sớm hơn cả bình thường Quất hồng mang nước rửa mặt vào, Lâm Di dùng khăn che miệng ngáp một cái, phải phấn chấn lên thôi, hôm nay còn có màn hay sắp được trình diễn đây. Sau khi Chu lão thái gia và Chu lão phu nhân truyền vào, Chu đại thái thái liên tục lôi kéo Chu nhị thái thái tới phủ quận vương làm khách. Hôm nay là ngày mọi người tề tựu dùng trà, Lâm Di không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Tiệc trà mới mở màn được một lúc, Trần Hán vội vàng vào báo tin, Lâm Di nghe tin xong thì quay lại cười nói với Chu lão phu nhân, đồ cổ trong phòng thấm nương đều được tìm về hết rồi. Chu lão phu nhân ngạc nhiên, Chu đại thái thái chân thị không dám tin vào tai mình. Lâm Di nhoẻn môi cười, lúc đại tẩu nói cho cháu biết chuyện nhà ta hồi trước. Cháu đã cảm thấy, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, để đổ thẩm nương yêu thích lưu lạc bên ngoài, không những để người ngoài biết được cười nhạo mà còn làm thẩm không vui cho nên cháu đã đánh tiếng với quận vương gia, chi tiêu trong phủ bây giờ khá ổn rồi, vẫn nên chuộc chúng về thì hơn. Dứt lời lâm di sai quản sự mang số đồ cổ vừa được chuộc về tới đây. Phải bỏ bạc trắng ra chuộc từ hiệu cầm đồ về, chớp mắt đã tiêu không ít bạc. Về sau nếu chu đại lão ra, chu nhị lão ra, cộng thêm đám thân thích tôn thất kia phàn nàn khang quận vương không chăm lo thúc thầm thỏa đáng, nàng cũng có cái mà ăn nói sau chuyện này, nàng dâu mới như nàng sẽ dễ sống hơn nhiều. Từ trước đến nay giá đồ cổ luôn được đẩy cao hơn thực tế, lúc Trần Hán đưa bản báo giá cho nàng, nàng cũng giật nảy mình, cộng lại hết thảy hơn 8.000 lượng bạc. Thật ra Chu Thập Cửu cũng chỉ cho quản sự chi khoảng 2.000 lượng, nhưng nàng biết, theo giá thị trường thì ít nhất cũng 5-6.000 lượng. Phải biết rằng, trong số đồ cổ của Chu Lão Phu Nhân có cả sứ Thanh Hoa Tiền Triều bình hoa đa sắc và địa sứ vẽ hình mỹ nhân đùa khổng tước xanh. Bình hoa nhiều màu, thời xưa kỹ thuật nhuộm gốm sứ chưa phát triển nên gốm có màu rất quý. Lâm Di rót chén trà cho chu lão phu nhân, lúc mua có gặp chắc trở nho nhỏ, nhưng cuối cùng cũng thu thập được đầy đủ. Huy động nhân lực thu mua như vậy, tất cả mọi người đều sẽ biết được đồ trong phòng chu lão phu nhân tốt thế nào. Lâm Di giao số đồ cổ và giấy tờ mua bán ra. Chu Đại Thái Thái lại gần nhìn, lập tức bị con số trên giấy làm cho choáng váng, không ngờ mấy thứ này lại đáng tiền như vậy. Chu lão phu nhân tỏ ra không vui, trách cử nhìn Lâm Di, mua những vật này về làm gì? Để bạc đó để khi mấy đứa cần thì có mà dùng, duy trì phủ quận vương lớn như vậy nào dễ dàng gì? Đúng là không dễ à? Nhắc đến chuyện khổ cực, Lâm Di tỏ ra ngây ngô, nhưng hiếu thảo trưởng bối vẫn là việc phải làm thẩm nương nuôi dưỡng quận vương gia trưởng thành cũng đâu dễ dàng gì. Chu lão phu nhân đã có lòng nói giúp một câu, sao nàng có thể chối từ chứ? Ánh mắt chân thị vẫn luôn không rời số đồ cổ kia. Giống như thẩm nương bỏ tiền ra chuẩn bị sinh lễ cho khang quận vương vậy. Lâm di cục mắt nhìn xuống, đó là tấm lòng của thẩm nương. Bây giờ chuộc những vật này về cũng là tấm lòng của quận vương gia và cháu thấm nương không nhận. Về sau chúng cháu biết làm thế nào đây? đã nói tới mức này mà còn không chịu nhận thì trái lại là trưởng bối vô lý nhất là nửa câu sau cùng về sau làm sao ở chung với nhau được nữa chu lão phu nhân thở dài ta coi hai đứa như con ruột mình tổn chút bạc cũng là chuyện phải làm làm gì có cha mẹ nào đòi hỏi con cái hoàn trả công ơn đâu hai đứa cử thế này thì coi ta là người xa lạ rồi sao lại không có à lâm di nhoẻn miệng cười tươi tắn trong hiếu kinh đều nói như vậy mà từ đầu tới giờ đều là chu lão phu nhân lấy hiểu nghĩa ra dọa nàng bây giờ nàng cũng muốn người chu ra nếm thử cảm giác bị hiểu kinh đề đầu chu lão phu nhân phì cười con bé này lâm di nhìn sang nha hoàn mau đổi lại số đồ giả trong phòng lão phu nhân đi dứt lời nàng quay sang nhìn chu lão phu nhân tấm lòng của thẩm nương chúng cháu đều biết nhưng để những vật kia bày trong phòng thẩm nương cá quận vương ra và cháu đều thấy áy náy Mắt Chu lão phu nhân thoáng lóe lên rồi trở lại bình thường. Mọi người hàn huyên thêm một lúc, cùng ăn bữa cơm, sau đó Lâm Di trở về nhị tiến viện. Chu Nguyễn Cảnh cười hề hề với Chu lão phu nhân, "Mẫu thân, giờ tìm về được hết rồi, hay là mang về cất ở nhà cũ đi. Thật không ngờ những vật này lại đáng giá như vậy." Chu lão phu nhân đặt chén trà xuống bàn, ngước mắt nhìn Chu Nguyễn Cảnh, "Cậu vẫn còn muốn lấy chúng về?" Chu Nguyễn Cảnh hơi sượng mặt, nghiêm nghị nói, con chỉ muốn cất hộ mẫu thân thôi, không có ý gì khác. Nếu không nhờ gã làm ẩm ý lên, bọn họ làm gì có thể tìm mấy vật này về chứ? Chu Lão Phu Nhân tiếc Chu Nguyễn Cảnh, mỉa mai, khang quận vương dùng hàng thật đồi hàng giả để làm ta vui. Cậu ôm hàng thật về nhà mình, đề hàng giả ở tại phủ khang quận vương, bên ngoài mà biết được, sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu muốn cất giữ đồ hộ ta cả mà là khang quân vương vừa thành thân, chúng ta đã tìm cách tuồn xính lễ ra ngoài. Về sau cậu còn muốn ngẩng đầu làm người nữa không? Vừa nói bà ta vừa mận mê cầu hương bằng bạc trong tay, trừ phi ta chuyển ra khỏi phủ khang quận vương, bằng không những vật này sẽ vẫn ở đây, cậu thôi mơ mộng đi. Bà ta rõ ràng đã sắp xếp đầu vào đó, Châu Nguyệt triệt tại trăm phương nghìn kế chuộc hết mớ đồ này về, Trần Thị còn ra vẻ hiếu thảo đưa chúng tới trước mũi bà ta đôi vợ chồng này, một trong một ngoài phối hợp ăn ý thật. Chương 147, vào cung. Lúc trước Chu Nguyên Triệt ở ngoài thế nào bà ta hoàn toàn không biết, bây giờ cả chuyện trong nhà cũng sắp vụt khỏi tay bà ta rồi. Chu lão phu nhân thở dài nhìn vợ chồng Chu Nguyễn Cảnh. Ta già rồi, không quản nổi cái nhà này nữa. Chu Nguyễn Cảnh ném mạnh ẩm trà từ xa trong tay xuống đất, chờ sau khi Chu Nguyên Triệt bị điều ra biên cương, con nhất định sẽ cho tiện nhân kia đẹp mặt. Chu lão phu nhân ngước nhìn khuôn mặt dữ tợn của Chu Nguyễn Cảnh, đừng quên đây là phủ Khang quận vương, không phải nhà riêng của cậu. Phủ Khang quận vương thì sao, có thể cấm gã bước vào à? Mẫu thân, người cam tâm để yên sao? Những việc phụ thân làm trước kia, có chuyện nào phải với mẹ con chúng ta đâu? Nói tới máu ngủ ruột già, Chu Nguyên Triệt rõ ràng giống con ruột của phụ thân hơn. Con và nhị đệ đứng ở đâu? Mẫu thân tính là gì? Chu Triệu Hữu chưa từng coi bà ta là chính thê, chỉ có bây giờ nằm trên giường mỗi ngày nhìn thấy bà ta, ông mới hiểu được, cái nhà này do bà ta làm chủ. Những chuyện trước kia, cả Chu Triệu Hữu và bà ta đều hiểu quá muộn. Chu lão phu nhân khép hờ mắt, phụ thân cậu đã bệnh đến nông nỗi này rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Chu Nguyễn Cảnh phẫn uất tới mức thái dương nổi gân xanh, mẫu thân, người hiền quá đi thôi trong lúc chu nguyễn cảnh và chu đại thái thái trò chuyện với chu lão phu nhân chu nhị thái thái quách thị tới phòng lâm di nói về hôn lễ của châu lang huyên cưới hỏi lâm di muội chuẩn bị lễ vật gì rồi lúc lâm di thành hôn châu lang huyên tặng nàng một bộ châm vàng khảm ngọc lâm di lấy một bình sử thanh hoa thời cao tông mình vừa ý ra cho quách thị xem quách thị nhoẻn miệng cười lễ vật của ta là cặp tượng kỳ lân công đồng từ bằng vàng vừa vặn hợp với bình sử cầu con của muội tượng kỳ lân công đồng tử cũng có ý nghĩ cầu con lâm di cười nói lúc ta thành thân mọi người cũng tặng mấy thứ này thành thân được tặng đồ vật cầu con chính là may mắn ban đầu thấy rất thú vị nhưng về sau nhìn mãi sẽ nham chẳng qua không ai quy định chỉ được tặng một thứ vì vậy nàng thêu thêm một cái hầu bao dưới hầu bao đỉnh thêm túi lưới màu hồng bện hình cảm và sắt mục ý cầm sắt hài hòa, Châu Lang Huyên vốn yêu thích những vật nhỏ này. Đàn cầm và đàn sắt, hai thứ nhạc khí thời cổ có hai âm rất hòa hợp với nhau. Chi vợ chồng hòa hợp. Châu Lang Huyên mời nàng làm dâu phủ, nói thế nào nàng cũng phải tận tâm tận ý chúc phúc cho nàng ấy. Từ gốc là bạn giá, người bầu bạn bên cạnh tân nương trong ngày cưới, thường do bạn thân hay chị em ruột của tân nương đảm nhiệm chờ đến khi xe ngựa chuẩn bị xong, đậu sẵn ở cửa ra vào, Chu đại lão gia và Chu đại thái thái lên xe đi trước một bước, Quách thị mới rời khỏi phòng Lâm dị theo về nhà cũ. Cùng mama nhìn xe ngựa của Quách thị xa dần, nói với Lâm Di, đại thái thái tìm nhị thái thái khắp nơi, thì ra nhị thái thái trốn trong phòng quận vương phi. Trần thị vốn định lôi kéo Quách thị tới phòng Chu lão phu nhân xin sỏ gì đó, xem ra Quách thị thật sự cố tình tìm chỗ trốn đến đêm chu thập cửu từ nha môn trở lại hai vợ chồng cùng dùng bữa tối tráng miệng là váng sữa đậu đỏ hạnh nhân mà lâm di đặc biệt chỉ nhà bếp làm lúc trước tiểu tiêu thị thường làm món này đậu đỏ mềm ngọt ăn cùng váng sữa rất thơm khi còn bé nàng và ca, ca rất nghịch chuyên bày trò phá phách tiểu tiêu thị quản không được mới lấy món này ra dụ dỗ hai huynh muội nói rằng chỉ cần bọn họ nghe lời ban đêm sẽ có váng sữa ăn Thế là hai nhóc mèo tham ăn lập tức nghe lời ngay. Chỉ là một món ngọt để dỗ trẻ con, nhưng những năm qua Lâm Di đã ăn thành quen, không ăn một thời gian sẽ thấy thèm. Lâm Di đưa váng sữa cho Chu Thập Cửu, không ngờ Chu Thập Cửu cũng thích món này, ăn hết một bát lại bảo nhà bếp mang thêm thêm bát nữa. Trước khi Lâm Di gả đến Chu ra, Tiểu Tiêu Thị đã dặn đi dặn lại nàng rằng, sau khi lấy chồng tuyệt đối không được xây bếp nhỏ ăn riêng, như thể sẽ bị người nhà chồng sầm si là vô phép vô tắc. Cũng may sau khi nàng gả vào, toàn bộ phủ quận vương đều do nàng quản, đây hẳn là chỗ tốt của việc gả cho Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu cực kỳ thông minh, song lại dễ hầu hạ hơn người bình thường. Chỉ mỗi chuyện cởi đồ mặc đồ là tuyệt nhiên không chịu tự mình làm. Lâm Di vừa thêu hầu bao vừa kể lại chuyện ngày hôm nay cho Chu Thập Cửu nghe. Chu Thập Cửu chống đầu nằm trên giường đọc sách, ngước đôi mắt trong trẻo như nước nhìn lâm di bỗng cười khẽ từ tốn hỏi em đang làm gì vậy lâm di đưa hầu bao đỉnh túi lưới vừa làm xong cho chu thập cửu xem dưới ánh đèn ống tay màu lam nhạt của chu thập cửu nhẹ chạm vào hầu bao màu hồng phấn cho ai thế không nói có đẹp hay không mà hỏi ngay là cho ai lâm di đáp cho nhị tiểu thư nhà quốc cữu nàng ấy sắp thành thân đây là cái gì cầm với người hiểu âm luật phân biệt cầm sắt hẳn phải dễ lắm mà. Chẳng lẽ nàng thiêu xấu nên trông không giống? Cầm sắt, cầm sắt. Chu thập cửu im lặng, vẫn giữ chặt hầu bao trong tay, không giống lắm. Để mình dùng còn được tặng người khác thì không ổn, đổi món khác đi. Không ổn, nàng mất mấy ngày mới làm xong đấy. Lâm Di nói, châu nhị tiểu thư sẽ thích mà, chưa kể ta còn chuẩn bị một phần lễ vật chính thức nữa. Chu thập cửu cầm hầu bao lên mũi người, mùi hoa hạnh. Chi thêu đã được tẩm hương mới có mùi như vậy. Thảo nào mấy ngày nay trong phòng cứ thoang thoảng mùi hương này. Lâm Di tự tay thêu cho nên đầu ngón tay nàng đều là mùi hoa hạnh. Ngoại trừ bạc hà, Lâm Di còn thích hương hoa hạnh, mùi thanh tao, chua chua mòn ngọt. Chu thập cửu lười biếng lật sách, tiện tay nhét hầu bao vào trong ngực. Hầu bao chuỗi ngọc nàng làm lần trước trông rất đẹp, lấy cái đó tặng đi. Đó là hầu bao hình đôi bướm vườn hoa nàng làm cho mình. Hôm qua mới vừa xong. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu. Ánh mắt Chu Thập Cửu vẫn vô cùng thản nhiên trầm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú chẳng chút dao động, dường như không phát hiện ra thâm ý trong ánh mắt của Lâm Di. Khiến Lâm Di cũng không tiện mở miệng đòi hầu bao lại. Chu Thập Cửu cười nói, "Ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải vào cung nữa đấy." Nàng vốn định làm xong túi lưới rồi đi ngủ nhưng bây giờ túi lưới chuẩn bị cho Châu Lang Huyên bị Chu Thập Cửu lấy mất rồi. Chu Thập Cửu dừng lật sách, ngẩng đầu lên, hay muốn chờ ta ngủ cùng. Nàng vẫn nên, ngủ trước thì hơn. Hôm sau Lâm Di rời giường rất sớm, mặc lễ phục theo quy chế của quận Vương Phi, cùng Chu Thập Cửu ra ngoài. Trước khi hai người rời nhà, Chu Lão Phu Nhân đã dặn đi dặn lại, trong cung phải cẩn thận lời lẽ, không chắc thì đừng mở miệng không thôi lại vô ý phạm lỗi. Lâm Di vừa vâng giả vừa liếc nhìn Chu Thập Cửu đứng bên cạnh, có mấy lời đâu cần nàng mở miệng, chỉ cần theo tuần tự mà làm là được. Các nữ quyền cầm thẻ bài lần lượt tiến cung tới phiên ai nội thị sẽ quát bảo cung nhân khiêng một cỗ kiệu nhỏ tới. Lâm Di khom lưng bước lên kiệu ngồi. Đây là lần đầu tiên nàng tiến cung, tường thành nguy nga, vẻ mặt cùng hành vi cẩn trọng của nhóm cung nhân khiến nàng thấy mới mẻ. Cổ kiệu đi tới ngoài của nội cung thì dừng lại, công nhân tiến lên dẫn đường. Lâm Di nhìn xung quanh, đều là những gương mặt lạ lẫm, nhóm mệnh phụ khẽ gật đầu rồi đi theo công nhân đến cảnh nhân cung. Sau khi tiến vào đại điện, mọi người mới chào hỏi lẫn nhau. Thì ra là khang quận Vương Phi, thảo nào trông lạ mắt như vậy. Lâm Di tươi cười chào hỏi mọi người, sau khi vào đây, Mẫn quận Vương Phi không đợi Lâm Di mở miệng đã chủ động lôi kéo nàng đi gặp các mệnh phu bên trong. Giày gấm đỏ, trên mũi giày thêu cây cửu, bên hông còn đeo túi thơm cầu con. Tề hấn quận Vương Phi che miệng cười, khang quận Vương Phi có cần lộ liễu vậy không? Sợ người khác chẳng biết mình đang sốt ruột cầu con hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 148, Hỏi Han vị hoàng hậu nương nương và mấy vị cung phi vẫn chưa đến, cung nhân mời nhóm mệnh phụ sang đông điện chờ. Tẩm cung của hoàng hậu nương nương rất đơn giản, nhóm mệnh phụ đưa mắt nhìn quanh, mặc dù không dám nói, nhưng họ đều biết rõ huyền cơ bên trong. Hoàng thượng đăng cơ ở tuổi niên thiếu, sau khi đại hôn, tình cảm giữa đề hậu trẻ tuổi vốn rất tốt, chẳng qua nhà mẹ hoàng hậu không biết cư xử, hoàng hậu vào cung chuyên sùng suốt ba năm vẫn chẳng thấy tin vui. Hoàng thượng trẻ tuổi muốn tự mình chấp chính, vì thế càng thêm mong móng có trưởng tử. Khó khăn lắm hoàng hậu mới hoài thai, hoàng thượng cũng bắt đầu tìm cách đoạt lại quyền lực từ trong tay các đại thần chấp chính. Ai ngờ ở thời khắc mấu chốt hoàng hậu lại sinh non. Hoàng thượng vừa không thể tự mình chấp chính, vừa đau đớn vì mất hoàng tử, cùng năm đó nhà mẹ hoàng hậu xảy ra chuyện lớn, ca ca của hoàng hậu tham ô bạc chế tạo thuyền chiến đại chu thảm bại dưới tay giặc qua cuối cùng nhờ có thành quốc công sóng giữ mới bị chặn sau chuyện này hoàng hậu quả quyết đứng về phía hoàng đế ca ca của hoàng hậu bị tử hình theo luật qua chuyện đó hoàng hậu mất dần sự ủng hộ của các thần tử không những thể bên ngoài còn lan truyền đủ loại đồn đãi nào là hoàng hậu trẻ tuổi mà ra tay độc ác nào là nhà hoàng hậu nhân lúc hoàng thượng chưa đủ kinh nghiệm mưu đồ đoạt quyền tình cảm giữa đề hậu vốn sâu đậm nhưng vẫn không chịu nổi dèm pha. Chưa kể do hoàng thượng mãi không có con nối dòng, thái hậu cứng rắn ra mặt tuyển đức phi và thục phi vào cung, từ đó về sau, mỹ nhân trong cung bắt đầu đông dân. Nhan sắc mới lấn át nhan sắc cũ, địa vị của hoàng hậu vẫn không lung lay, nhưng cũng coi như dần bị xa lánh, cảnh nhân cũng từng vô mần náo nhiệt dần, dần dần biến thành vắng lặng như bây giờ. Lâm di vào kinh lâu như vậy, mỗi lần nghe trần doãn viễn nói đến chuyện trong triều gần như đều có liên quan tới huệ phi nương nương đại tiểu thư nhà ninh bình hầu rất ít khi đề cập tới hoàng hậu nàng được từ hôn cũng là do thái hậu làm chủ hoàng hậu dường như rất ít hỏi tới chuyện trong triều lần này cũng vì hoàng thượng có thêm hoàng tử nhất định phải do quốc mẫu chủ trì lễ tắm ba ngày bằng không chắc hoàng hậu đã chẳng lộ mặt lâm di im lặng ngồi một bên chờ đợi khi chén trà đã thấy đáy, nội thị vén rèm lên, ngữ vương phi khép nép bước vào. Ngũ vương phi đảo mắt quanh phòng, thoáng dừng lại trên mặt lâm di, lâm di mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục nói chuyện với vị phu nhân bên cạnh mình. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu bây giờ đã là ngũ vương phi cao quý, thân phận khác xa khi trước, trong cung lại đặc biệt chú trọng cấp bậc, đương nhiên nàng ta phải biết khiêm tốn, vì vậy ánh mắt nhìn lâm di cũng hiền hòa hơn han ai cũng muốn thể hiện mặt tốt của mình ở trước mặt mẹ chồng huống chi bà mẹ chồng này còn là mẫu nghi một nước cho nên bàn về quyền lợi hay thân phận ngũ vương phi và mọi người ở đây không cùng cấp bậc đương nhiên sẽ không có khả năng xảy ra xung đột ngũ vương phi cử việc ra sức thể hiện đặc quyền thân phận lâm di chỉ cần ở một bên hông chuyện là được rồi ở đâu con nữ giới ở đó sẽ thành cái trở đông đảo mệnh phụ tụ tập như vậy đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói, Lâm gì nhanh chóng làm quen với hiền quận Vương Phi. Mọi người ở đây đều là tôn thất họ hàng xa của Hoàng gia, hiến quận Vương nổi danh là con mọt sách trong các tổn thất, chu thập cửu theo con đường võ tướng. Địa vị hai nhà giống nhau, nhưng chức tước khác hẳn, không phụ thuộc hay ảnh hưởng gì nhau, cho nên nàng và hiền quận Vương không cần đề phòng cũng chẳng cần nịnh hót nhau, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Hiến quận Vương Phi lớn hơn Lâm Di vài tuổi, vốn dày dặn kinh nghiệm trong những dịp tụ hội thế này, cho nên liên tục ở bên cạnh giúp Lâm Di khai sáng, phải gần đến giờ Hoàng hậu nương nương mới lộ diện. Nói cách khác, ngoại trừ chủ trì nghi thức, bình thường Hoàng hậu nương nương sẽ không đơn độc gặp gỡ mọi người. Hiển quận Vương Phi mím cười, để lộ hai lúm đồng tiền tròn xoe, hôm muội thành thân ta cũng có mặt, nhưng đông quá nên chẳng nói được câu nào hôm nay vừa gặp ta liền biết ngay muội là người nhanh nhẹn. Con cháu tôn thất quả thật quá nhiều, hôm nàng và chu thập cửu thành thân, xe ngựa đông như kiến, chen không lọt. Lâm Di cười nói, về sau tỷ tỷ cứ tới phủ chơi, ta nhất định sẽ chiêu đãi nồng hậu. Tuy nàng chưa hiểu nhiều về hiền quận Vương Phi, nhưng đã tới đây rồi, nàng không thể cứ ngồi im như khúc gỗ, không chừng sẽ kết được thêm bạn hợp ý thì sao có lẽ hiền quận vương phi cũng nghĩ vậy cho nên nàng nhắc nhở lâm di làm lễ xong hoàng hậu nương nương sẽ giữ vài người lại nói chuyện cho dù hoàng hậu không muốn mấy màn xã giao ra vẻ này vẫn phải làm cho đầy đủ ví dụ như các vị vương phi phải ở lại hầu chuyện sau đó sẽ mỗi là nàng dâu mới phải chuẩn bị đi hiền quận vương phi che miệng cười cười lần trước hoàng hậu cũng giữ ta lại hỏi han sở thích đấy câu hỏi dập khuôn câu trả lời dập khuôn bởi vì hoàng hậu không thích quan tâm người khác muốn nịnh hót cũng chẳng có cơ hội lâm di cái nhìn dày gấm thiêu cây lựu dưới chân mình hiến quận vương lấy khăn che miệng cười muội đó đừng quá nóng vội dứt lời nàng ngắm nghía lâm di từ trên xuống dưới một lượt muội còn nhỏ tuổi vẫn nhiều thời gian lắm mong ước cầu con của mình rõ ràng đến vậy sao lâm di cười ngượng ngùng quả nhiên gần đến giờ lành công nhân mới mời mọi người vào chính điện, trên bàn bày đầy bánh dẻo mừng trẻ con vừa ra đời. Phía sau rèm tre, hoàng hậu ôm tiểu hoàng tử lần lượt hoàn thành từng nghi thức, nhóm mệnh phụ đứng quan sát, thỉnh thoảng lại phụ họa bằng vài lời may mắn. Sau khi nhũ mẫu bồng tiểu hoàng tử đi, hoàng hậu nương nương mới bước ra khỏi rèm tre. Hôm nay là ngày lành, hoàng hậu nương nương mặc y phục gấm đen theo chim phượng vàng, trải búi tóc cầu kỳ cao mất, châm bằng vàng dòng với chuỗi ngọc thả dài xuống hai bên, ẩn đường vẽ ẩn ký hình phượng đỏ tươi. Nữ giới qua 30 nhan sắc sẽ suy giảm, hoàng hậu nương nương lớn tuổi hơn lửa tiểu tiêu thị nhiều, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Nếu mặc ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, bà chẳng những hơn nữ quyến cả phòng ở khí chất cao quý, mà dung mạo cũng sẽ không thua bất kỳ ai. Hoàng hậu mim cười, lấy lý do khó chịu nên trở về nghỉ ngơi thế nhưng nhóm nữ quyến vẫn không dám đi ngồi lại chờ công nhân tới chuyển lời quả nhiên giống như hiền quận vương phi nói hoàng hậu nương nương giữ mấy vị vương phi lại lâm di yên lặng chờ một nội thị tươi cười đi tới trước mặt nàng khang quận vương phi ngồi tạm lát nữa hoàng hậu nương sẽ truyền triệu người lâm di gật đầu cảm ơn nội thị sau khi đám người ngũ vương phi nói cười bước ra Lâm Di mới bình tĩnh đi vào nội điện trước cái nhìn chăm chú của ngũ vương phi. Ánh mắt ngũ vương phi ẩn chứa vẻ nhạo báng. Lâm Di khẽ cười, hoàn toàn không thèm để ý. Nội thị mời nàng chờ một lát, Lâm Di hơi cúi đầu nhìn sàn điện bóng loáng soi rõ bóng người. Nội điện cực kỳ yên tĩnh, thì thoảng mới nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của đám công nhân. Không bao lâu sau, Lâm Di được truyền gọi, nàng lập tức kính cần đi vào. Hoàng hậu nương nương đang ngồi trên ghế chủ vị điêu khắc hình long phượng, tay nâng chén trà. Lâm Di tiến lên hành lễ, động tác nhẹ nhàng đến mức mọc bội trên người không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hoàng hậu nương nương gật đầu rồi sai cung nhân bày ghế. Lâm Di nhẹ nhàng ngồi xuống. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn, trước mặt bà là một khuôn mặt non nớt. Vị quân vương phi này chỉ chừng 15 tuổi, tay hơi xiết khăn, chân đi giày thêu cây lựu, bên hông đeo ba cái túi hương một cái thêu hoa văn cây lựu cầu con, một cái thêu đầy chữ phản, cái còn lại thêu hình đồng tử, hoàn toàn là kiểu ăn mặc của một nàng dâu mới. Mấy thử túi hương cầu may mắn này bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi, lúc được đưa vào cung bà cũng đeo rất nhiều túi hương, thế nhưng con đường cầu con vẫn đầy trông gai chắc trở, khiến bà cả đời cũng không quên được. Lầm gì cúi đầu, để lộ cần cổ trắng như tuyết, hàng mi dày rậm hơi run run muốn che giấu sự căng thẳng nhưng không thành. Vẻ mặt này là vẻ mặt hoàng hậu quen thuộc nhất. Hoàng hậu bảo công nhân lấy đồ ban thưởng ra, ta từng xem qua bức thiêu ngươi làm, rất đẹp. Vừa nói bà vừa nhấp một hộp trà, theo ta nhớ, tổ mẫu người xuất thân từ đồng ra ở thiểm xuyên, đúng không? Thưa không phải, lầm gì kính cẩn đáp, phụ thân thần phụ được nhánh cả nhận làm con thừa tự, nhà ngoại của tổ mẫu thân phụ là Lý Thị ở Kinh Thành. Hoàng hậu ổ một tiếng, còn trước đó, Lâm Di đáp, trước khi được nhận làm con thừa tử, tổ mẫu ruột của thần phụ là Triệu Thị. Hoàng hậu nương nương khẽ nhướng mày, thôi không hỏi chuyện nhà của Lâm Di nữa, người khéo tay thiêu thùa, chắc hẳn cũng khá cầm kỳ thư hoa. Lâm Di không dám giấu giếm, từng theo tiên sinh học, biết chút chút à. Hoàng hậu cười ôn hòa, nghe nói người được nhân ngữ thu dạy dỗ, bản cũng rất thích tranh chữ của vị tài nữ này. À, nhân ngữ thu còn thông thạo được lý, người có học được chút gì không? Nói tới đây Lâm Di bắt đầu ngại ngùng, chỉ biết làm chút được thiện thôi à. Hoàng hậu bật cười, như thế cũng rất tốt rồi. Dứt lời bà quay ra cửa sổ quan sát sắc trời, không còn sớm nữa, người trở về đi. Lâm Di đứng dậy hành lễ với hoàng hậu rồi đi ra ngoài. Cô cô bên cạnh hoàng hậu bừng khay đồ ban thưởng theo, đưa Lâm Di ra khỏi cảnh nhân cung lâm di nhìn vẻ mặt tươi cười của cô cô làm phiền cô cô đưa ta ra ngoài nàng nắm chặt vạt áo một lúc sau mới quyết định mở miệng ta có chỗ nào không thỏa đáng thì xin cô cô chỉ bảo thêm cô cố cười nói nào có cử chỉ của quận vương phi đúng mực hiếm thấy ai cấp bậc lễ nghĩa chu đáo như vậy lắm chỉ là nói tới đây cô cô ngừng ngang lâm di lại vội vàng cầu khẩn cô cô mới nói tiếp quận vương phi là nàng dâu mới cho nên không khó hiểu nhưng quận vương phi mang nhiều túi thơm cầu con như vậy khó tránh khỏi bị người ta sầm xì si. nghe thể lâm di cuống quýt tháo túi thơm xuống bỏ vào trong tay áo cô cô nói tiếp vậy ổn rồi quận vương phi còn trẻ nghe nói tới đây sắc mặt lâm di liền trở nên ảm đạm mặc dù bây giờ chi của quận vương gia chỉ còn một mình quận vương gia nhưng ta cũng quá bất cần không nên lộ liễu như vậy. Cô cô bên cạnh hoàng hậu tỏ ra quan tâm an ủi. Không sao, đây cũng chẳng phải là sai sót cấp bậc lễ nghĩa gì. Quận vương phi thành thân mới chỉ một tháng, lời của nô tỳ cũng như bởi xương trong trứng gà thôi. Nghe vậy lâm di mới thở phào. À còn một chuyện nữa, cô cô cười nói, hoàng hậu nương nương rất thích bức theo quấn vương phi làm. Nếu có thời gian quận vương phi hãy theo một cái dâng cho nương nương. Lâm Di được yêu thích mà sợ hãi. Cô cô yên tâm, ta nhất định sẽ thiêu một cái thật đẹp." Cô cô cười nói, "Vậy ta tiễn Quận Vương phi tới đây thôi." Lâm Di đi bộ tới cửa cung rồi tên kiệu ngồi, khi rèm kiệu buông xuống, nàng mới thở nhẹ ra. Không ngờ hoàng hậu nương nương lại thích bức thiêu nàng làm như vậy, còn hỏi về tổ mẫu của nàng. Người trong cung nói chuyện, câu nào cũng ẩn chứa huyền cơ, chẳng qua rốt cuộc nàng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình kế tiếp phải xem Chu Thập Cửu thế nào. Chương 149, tố cáo. Thừa dịp còn sớm, Lâm Di sai người đánh ra vòng trở về chi trưởng Trần gia một chuyến. Tiểu Tiêu thị nhìn thấy Lâm Di thì mừng ra cười tâu, liên tục bảo nha hoàn bưng điểm tâm Lâm Di thích ăn ra. Con bé này, xuất cung sao không về phủ quận vương nghỉ ngơi đi, vòng về nhà làm gì cho thêm mệt người vậy không biết. Lâm Di cười nói, con chỉ ngồi một lát rồi đi ngay ấy mà. Tiểu tiêu thị không nhìn ra sự khác thường, nhưng lão thái chi trưởng liếc thấy cách ăn mặc của lâm di liền trao mày. Chờ cháu gái yên vị ngồi xuống bên giường, bà mới nói, ẩu oh, tả quá đi, đám mệnh phụ nhìn thấy cháu chắc chắn đều sầm xì cười nhạo. Lâm di chớp chớp mắt, nguyện miệng cười, cháu còn nhỏ mà, chưa kể mấy chuyện này đâu phải vấn đề to tát gì. Nghiêm chỉnh mà nói thì nàng chẳng sai sót gì ở mặt cấp bậc lễ nghĩa cả. Trong nhà không có mẹ chồng chính thức chỉ dạy, làm sao nàng chu toàn được hết mọi mặt chứ? Tiểu tiêu thị nghe mà thấy như lọt vào sương mù, quay sang ngắm nghĩa lâm di từ trên xuống dưới lần nữa, vẫn không nhìn ra được chỗ nào không ồn. Bạch ma ma cho nha hoàn trong phòng lui ra hết, còn nhẹ nhàng khép bình phong lại, lão thái thái chi trường mới nhỏ giọng hỏi lâm di quận vương gia và cháu đã bàn tỉnh đầu vào đó hết rồi. Nếu nói về tính toán thì có đấy, chỉ là nàng biết được suy nghĩ của Chu Thập Cửu, nhưng không hề lên tiếng hỏi, mà lúc nàng tiến cung, Chu Thập Cửu cũng chẳng mở miệng dặn do gì. Lâm Di cười khẽ, quận vương gia sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi, tổ mẫu yên tâm đi. Lão thái thái chi trưởng hơi cao mày, tại sao không thương lượng với nhau đã đi làm rồi? Ngộ nhỡ có sai sót thì sao? Sẽ không, người có thể đứng vững ở vị trí hút mắt như vậy trên triều không chỉ cần tài trí xuất sắc mà còn phải có sự ủng hộ của gia tộc hai điều kiện này thiếu một cũng không được Chu thập cửu đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi con người đó giỏi nhất lợi dụng sở trường và tránh né nhược điểm của mình chưa kể đôi khi điểm yếu sẽ có thể biến thành sở trường Hoàng thượng đăng cơ lúc còn non nớt bên cạnh luôn bị đại thần cố mệnh kèm cặp tuy giờ đã tự mình chấp chính những ký ức về khoảng thời gian bị người khác trói buộc tay chân hắn vẫn rất mới mẻ với hoàng thượng nếu có kẻ muốn vượt quyền tự tiện quyết định thay hoàng đế kẻ đó đương nhiên sẽ bị quy tội mưu đồ trở thành một thành quốc công khác đại thần cố mệnh những đại thần được vô giao trách nhiệm phụ trinh tân vương trẻ tuổi chưa có khả năng tự chấp chính tự tiện quyết định thay hoàng đế hay dò xét thành tâm vốn chỉ cách nhau một đường chỉ mảnh can dán không khéo thì hoàng đế sẽ trở mặt ngay kinh nghiệm của Khang quận vương còn thấp, bây giờ lại lập công lớn, hoàng đế hẳn có ý định phải thần tử này ra biên cương chui rèn thêm, bằng không đã chẳng chậm chạp chưa ấn định chức vụ cho Khang quận vương. Đây cũng chính là vấn đề lão thái thai nhánh cả lo lắng nhất, phải chi chức vụ chính thức của Khang quận vương được xác định sớm, càng kéo dài càng không tốt. Nàng cũng biết tất cả mọi người đang chờ cười nhạo nàng, nếu Chu Thập Cửu bị điều rời khỏi kinh, Khang quận Vương Phi là nàng sẽ mất chỗ dựa ngay. Lâm Di ôm lấy cánh tay lão thái thái nhánh cả, tổ mẫu yên tâm, có ra sao cháu cũng sẽ không bị thua thiệt đâu, cho dù quận vương gia thật sự phải đến biên cương, cháu vẫn sẽ trăm phương nghìn kế tìm cách củng cố chỗ đứng. Hôm nay Lâm Di đeo cả đống túi thơm cầu con lên người tiến cung, mục đích chính là để thu hút sự chú ý của Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương từng trải qua hoàn cảnh giống nàng gà sớm, không có chỗ rửa, phải nhanh có con vì con nổi dòng là biện pháp duy nhất có thể thay đổi cục diện. Hành động cố tình để lộ nhược điểm kia chính là cách bày tỏ ý nguyện được dựa dẫm hoàng hậu nương nương của nàng. Đây là kết quả chu thập cửu muốn, mà nàng cũng vui vẻ làm thề. Ánh mắt của chu thập cửu chưa bao giờ sai, hoàng hậu là mẫu nghi một nước, nếu có cơ hội được hoàng hậu thưởng thức, có gì nàng lại từ chối chứ? Vì thế nàng sẵn lòng thuận theo ý chu thập cửu vừa thành toàn cho anh ta vừa giúp chính bản thân mình lão thay thay nhánh cả nhìn lâm di ngày thường nhớ trò chuyện với khang quận vương nhiều một chút dù sao cũng đã gả cho người ta rồi sau này còn sống cả đời với nhau cháu không nên quá cố chấp chỉ thiệt cho mình thôi tiểu tiêu thị cũng nói mấy lời nhàm tại như nào là phải dụng tâm với phu quân hơn tranh thủ thời gian tận hôn nắm chặt tim đối phương nếu không sau khi có cả đống tiểu thiếp thông phòng xinh đẹp như hoa vị trí chính thất này sẽ càng thêm khó làm. Lát sau Trần Doãn Viễn trở về, nhìn thấy Lâm Di ở nhà mẹ đẻ. Ông không nói hai lời liền xua tiểu tiêu thị đi chuẩn bị xe ngựa ngay. Quận Vương gia cũng sắp rời nha môn rồi, con mau trở về đi. Gần đây trên chiều đủ loại sầm si, hắn trong lòng quận Vương gia cũng vô cùng giàu dĩ. Huống chi ngày ấy đã từ chối rất nhiều lời mời xã giao bên ngoài trở về phủ không gặp con thì còn buồn đến thế nào nữa. Lâm Di bỗng cảm giác như có ai đó lén lút lên án nàng với người nhà nàng. Tiểu tiêu thị cho hạ nhân khuân một đống đồ ăn lên xe ngựa, lúc Lâm Di chuẩn bị lên xe, Trần Doãn viễn chợt nhíu mày hỏi, ngày nào quận vương gia cũng dậy cực sớm, tiếp tục mãi thế có ổn không? Hờ, bất ngờ bị hỏi như vậy, Lâm Di hơi giật mình. Làm sao cho biết hàng ngày chu thập cửu dậy lúc nào? Lâm Di không nói lời nào. Trần Doãn Viễn hiển nhiên ngượng không tiện hỏi thêm, nên quay lại nhìn Tiểu Tiêu Thị. Tiểu Tiêu Thị cũng nói một câu không đầu không đuôi, hay là đổi sang cách ngày một lần đi. Người này không chỉ lên án nàng mà còn từ phía sau đầm nàng một thương nữa. Lâm Di đành hơi cúi đầu, dùng vẻ e dè của nàng dâu mới để qua mặt Tiểu Tiêu Thị, để con về hỏi. Trước khi Lâm Di đi, Tiểu Tiêu Thị lại nhắc nàng đừng quên đám cưới của Lâm Phương nàng là muội muội không thể không có mặt giờ này đại đa số quan to hiền quý trong kinh đều đã ngủ hoàng đế cũng bước ra khỏi dưỡng tâm điện mũi giày dẫm trên hành lang sáng bóng công công đi theo bên cạnh nhỏ giọng hỏi đêm nay hoàng thượng lật thẻ bài của huệ phi nương nương vậy bây giờ chúng ta đến cảnh nhận cung hoàng đế cất giọng uy nghiêm công công dưỡng người trong khoảnh khắc sau đó lập tức sai tiểu công công bên cạnh đến cảnh nhân cung sắp xếp trước Hoàng hậu nương nương đã ngủ chưa? Tiếng của tiểu công công vang lên ở cảnh Nhân cung, trên dưới cảnh nhân cũng đều giống như đàn chim bị kinh động, cuống cuồng cả lên. Hoàng thượng rất ít khi tới cảnh Nhân cung mà, sao hôm nay lại giá lâm sớm như vậy? Ngự thiện phòng vốn chuẩn bị bưng thức ăn đến cung của Huệ phi, được tin liền nhanh nhẩu đổi sang đưa tới cung Hoàng hậu. Bàn ghế đã được bày sẵn trong nội phòng cảnh Nhân cung, cô cô hầu hạ hoàng hậu tự tay bày thức ăn lên bàn hoàng thượng thường xử lý chính sự đến khuya, cho nên đồ ăn khuya sẽ do người thị tẩm hôm đó chuẩn bị. Hoàng hậu đã tháo hết trang sức, vừa định búi tóc lại thì hoàng đế lặng lặng bước vào nội phòng, ngồi xuống trên kháng. Chờ được giây lát, hoàng đế dường như đã hết kiên nhẫn, nhìn cô cô bên cạnh hoàng hậu, bảo hoàng hậu khỏi trang điểm, ra đây với chấm. Sau đó ông phất phất tay ra hiệu cho nội thị dọn đồ ăn khuya xuống. Hoàng hậu búi gọn mái tóc, chỉ cài châm phượng cổ định rồi đi ra. Để hậu hai người ngồi trên kháng, hoàng hậu tự tay châm trà, hoàng để đưa ánh mắt thâm trầm nhìn hoàng hậu, hoàng hậu còn nhớ khang quận vương chấm từng nhắc với nàng không? Mỗi lần đến cảnh nhân cung, hoàng để thường chỉ nói vài ba câu, hoàng hậu im lặng không nói gì, bà quá rõ tính của hoàng đế, đây là câu hỏi, nhưng hoàng để không phải đang chờ đáp án của bà. Hoàng để uống một hớp trà, ánh mắt trở nên xa xăm, giọng cũng nặng nề hẳn, Khang quận vương ở Phúc Kiến lập công to, giờ lại bắt được trương qua, chẫm cho rằng đây là một nhân tài đáng để bồi dưỡng, nào ngờ hắn trẻ tuổi bộc chộp, gánh không nổi đại sự. Chẳng qua nếu không vì chẫm liên tục dùng hắn, đám đại thần kia đã chẳng tới tấp dâng tấu nhặng gì. Hoàng hậu vẫn lặng lặng mồi nghe. Hoàng để nhìn bà, chấm bây giờ, ngay cả một thần tử dùng được cũng không có. Dứt lời ông đứng lên, vén rèm đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại lần nào. Hoàng hậu khom người đưa tiễn, nghe tiếng hoàng đế vọng vào từ bên ngoài, trở về dưỡng tâm điện. Tia sáng đầu ngày dọi lên đệm giường, những lọn tóc đen như mực tán loạn, rèm được vén lên, không khí tươi mới ùa vào. Chu thập cửu đang chuẩn bị vén chặn mồi dậy, người bên cạnh bỗng xoay đầu, kéo tay chàng lại. Quận vương gia muốn đi đâu vậy? Lâm Di mở to mắt nhìn Chu Thập Cửu. Từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi tới, chỉ nghe bọn hạ nhân báo lại là Chu Thập Cửu đã ra ngoài, nàng cứ tưởng rằng Chu Thập Cửu thật sự đi cưỡi ngựa. Sau hôm qua nàng mới biết, thì ra không đơn giản như vậy, nàng hoàn toàn không biết gì về hành tung của phu quân mình. Khuôn mặt tự hải đường vừa nở, cánh môi hơi dầu, ánh mắt mông lung vì vừa tỉnh dậy, thấp thoáng vẻ hờn dỗi. Chu Thập Cửu hơi nghiêng đầu, Mim cười nhìn Lâm Di, đi cưỡi ngựa. Ba chữ này nàng đã nghe nhiều từ hạ nhân rồi, nhưng hôm nay phải hỏi cho rõ, với ai? Chu thập cửu đáp bằng giọng điệu vô cùng bình thản, như thế đây là chuyện hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn, với ca ca em. Tối hôm qua nàng một mực án binh bất động, vốn đã không định hỏi, ai ngờ chu thập cửu lại dậy đúng lúc nàng vừa tinh ngày nào cũng dậy giờ này đi dậy ca ca cưỡi ngựa, Thảo nào từ tổ mẫu đến tiểu Tiêu thị đều nhắc nhở nàng phải quan tâm Chu thập Cửu nhiều hơn. Mẹ nói hay đổi thành cách ngày một lần đi cho đỡ mệt. Lâm Di vốn không muốn nói, nhưng nghĩ tới đống đồ bổ mà tiểu Tiêu thị chất lên xe ngựa, nàng lại không thể không nói. "Vậy ổn không?" Chu thập Cửu hỏi lại Lâm Di, tựa như mình hoàn toàn không có ý kiến, mặc nàng quyết định. Lâm Di thật sự muốn chỉ tay vào mũi đối phương mà mắng một trận, Xong ngoài miệng lại nói, "Ngài đã kèm ca ca một thời gian, huynh ấy hẳn cũng học được ít nhiều rồi, bằng không từ ngày mai mời sư phụ dạy võ công cho huynh ấy đi, như vậy quận vương gia không cần phải ngày ngày dậy sớm dạy huynh ấy nữa." Chu Thập Cửu không đồng ý mà cũng không phủ quyết, nụ cười nơi khóe môi như thêm dạng người dưới nắng sớm, dịu dàng xong cũng cực kỳ trói lóa, "Vậy sáng sớm ta làm gì bây giờ?" "Vậy chứ hai mươi mấy năm qua thế nào?" cả chuyện này cũng phải hỏi nàng. Mỗi ngày vờ hồ đồ chưa đủ sao hôm nay nàng đã giơ tay giữ lại rồi mà vẫn giả ngơ với nàng. Lâm Di đành thuận miệng nói thêm một câu quan tâm. Còn sớm lắm, quận vương nằm thêm lát nữa đi. Nụ cười trên môi chu thập cửu bỗng trở nên mông lung. Vừa dứt lời Lâm Di cảm thấy eo bị kéo một cái. Cả người liên lọt thòm vào lòng chu thập cửu. Giọng nói êm tai của đối phương vang lên ở đỉnh đầu. Cũng tốt về sau chúng ta cùng ngủ thêm chút nữa. Cách ngày hãy dậy sớm, câu này nghe là tả, giống như nàng man cản chu thập cửu rơi dương vậy. Bên ngoài mà biết được, cả phủ nhất định sẽ cười nhạo nàng. Nếu quận vương gia đã quen dậy sớm, lâm di vừa thỏ thẻ vừa ngước đầu lên, đập vào mắt nàng là vẻ mặt tĩnh lặng của chu thập cửu. Chưa gì đã ngủ mất rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 150, cho cười. Đến khi Chu Thập Cửu mặc quần áo tử tế ra cửa tới nha môn thì Trần Hán và Đông Ninh đã tê dần, nội viện báo tin rằng hôm nay quận vương gia không đi cưỡi ngựa, nhưng hai người vẫn dám bê trễ. Mấy năm nay quận vương gia đều dậy vào giờ này, mà ma quản sự lại đột nhiên nói rằng chủ nhân sẽ dơ muộn. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy ngoan ngoãn đứng đây chờ vẫn hơn. Cho nên họ đã chờ một mạch hai canh giờ. Ở trong phòng, Lâm Di sai nha hoàn đổi rèm cưới đỏ thành rèm lụa mỏng màu vàng nhạt, lại cho người bày một chậu mẫu đơn thù án hồng, cạnh chiếc kháng sơn đen đối diện giường, phía trên treo tranh sơn thủy, cứ thể diện mạo phòng liên thay đổi khác hẳn. Lâm Di không có thói quen đã dậy lại ngủ tiếp, nhưng do ban nãy bị Chu Thập Cửu ôm cứng, nàng cũng không dám ngọ nguậy. Ký ức sáng sớm vài ngày trước vẫn còn mới mẻ, nên nàng rời suy nghĩ sang xem nên sắp xếp tại nội thất thế nào dường như có thể đoán được nàng nghĩ gì, Chu Thập Cửu bỗng lên tiếng hỏi, "Em thích màu sắc gì?" Lâm Di quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sáng ngời của Chu Thập Cửu, "Các màu nhạt." "Thích hoa gì?" Lâm Di cảm thấy vấn đề của Chu Thập Cửu thật buồn cười, anh chàng này không hề hiểu tâm tư phái nữ, nếu chỉ thích một loại hoa, vậy chẳng phải một năm bốn mùa đến ba mùa không được thấy loài hoa mình thích sao? Thời điểm này đương nhiên chỉ có một loại trổ hoa thôi, mẫu đơn mẫu đơn phong phú trùng loại, nàng không thích mấy giống quý như ngụy Tử, Diệu Hoàng, Tử Nhị Kiều, ngược lại chỉ thích thù án hồng. Có điều nàng vẫn chưa biết nên trung hoa ở chỗ nào, đặt tranh sơn thủy ở đâu, bày đồ trang trí bằng gỗ tử đàn ở vị trí nào. Nghe xong chu thập cửu khoác áo choàng đứng dậy rồi kéo lâm di dậy theo, nghĩ thôi có ích gì, cứ thử liền biết. Thế là chàng vừa kéo tay nàng, vừa vạch rèm trướng ra hết cho ánh sáng ùa vào, đi quanh phòng gợi ý chỗ đặt để đổ đạc. Nói đến vị trí bảy hoa, Chu thập cửu đột nhiên buông tay lâm đi ra, đi tới một góc so tay ước chừng, nụ cười trên môi chàng càng thêm rõ ràng, làm sáng bừng cả khuôn mặt, trông đẹp không? Bất chợt bị hỏi như vậy, lâm gì bất giác ngước nhìn mặt Chu thập cửu. Thật ra nàng chưa từng cẩn thận nhìn Chu thập cửu như thế bao giờ, tuy Chu thập cửu luôn treo nụ cười trên mặt, nhưng vẫn không thể che giấu được khí thế bức người của mình. Ánh mắt Chu Thập Cửu có khả năng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh ta, vừa hay có thể giảm bớt sự chú ý vào ngũ quan quá mức anh Tuấn của mình. Sở hữu tướng mạo đẹp là điều tốt, nhưng đẹp quá sẽ khiến người khác cảm thấy phô trương ẻo lả, cho nên phải có khí thế bức người bù đắp, ở trước mặt người này mà khí thế hơi yếu là sẽ bị lợi dụng ngay. Bởi vì hiểu rõ Chu Thập Cửu, nàng mới biết cách làm sao khiến mình thoải mái hơn, cực kỳ lý trí sắm tốt vai khang quận Vương Phi, đây chính là dự tính ngay từ đầu của nàng. Nàng giúp đỡ phu quân, phu quân cũng sẽ che chở nhà mẹ để giúp nàng. Nhưng cho tới bây giờ nguyện vọng lớn nhất của nàng vẫn chưa từng thay đổi, đó chính là có thể tự nắm giữ cuộc đời mình. Đẹp, đặt mẫu đơn ở đó nhất định sẽ đẹp. Nụ cười trên mặt chu thập cửu lại rõ ràng hơn một chút, vậy cử quyết định đặt đây nhé. Như vậy lúc nằm trên giường, chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay. Có ý gì, muốn ám chỉ vừa rồi nàng vừa ngủ ư? Hừ, đâu phải chỉ mình nàng vừa ngủ, lâm gì cũng mỉm cười, đường đường chính chính nói, nếu quận vương gia muốn nhìn thấy thì có thể đặt ở góc phía tây. Bị vạch trần song chu thập cửu vẫn cười thản nhiên như cũ, cũng được, như vậy cả ta cũng nhìn thấy. Lâm gì nhớ tới khi còn bé nàng và ca ca lèn vào bếp ăn vụng bánh trái để cúng giao thừa hôm sau tiểu tiêu thị phát hiện tới hỏi hai huynh muội nàng và ca ca mặt dày nói mình không biết làm tiểu tiêu thị bán tín bán nghi quy là bị chuột ăn vùng nếu nàng giống chu thập cửu bị người ta bắt tại trận mà vẫn mặt không đỏ tim không đập chắc chắn tiểu tiêu thị sẽ sai người tới bắt chuột thành tinh trong nhà lầm gì đang nghĩ ngợi thì cùng mama dẫn nha hoàn bưng điểm tâm vào đại thái thái lại tới bảo là có chuyện muốn nói với quận vương phi mời người cùng tới phòng lão phu nhân à lại chuyện gì đây cùng ma ma nói xem ra rất sốt ruột có vẻ như không phải là chuyện gì tốt lâm di thay một chiếc váy gấm xanh nhạt thiêu hoa tưởng vi rồi đi đến tam tiến viện trên đường gặp chu nhị thái thái quách thị chờ sẵn ở khúc quanh hành lang là về quận vương gia đại bá nghe ngóng được tin mới nên bảo đại tấu đến tìm mẫu thân nghĩ cách lâm di và quách thị vừa đi vừa nói quách thị kể tiếp người ta nói quận vương gia quản thúc thuộc hạ không nghiêm, trên đường hành quân bắt con gái nhà lành cho quân sĩ vui đùa, còn nói trương qua vốn có ý định đầu thú nhận tội, song quận vương gia vẫn giấy binh đánh để hồi kinh lính công. Quách thị càng nói càng bối rối, căng thẳng nhìn lâm di, đệ muội cũng đừng sốt ruột, nhóm ngự sử vẫn chưa ai lên tiếng, đợi một thời gian nữa tin đồn lắng lại sẽ ổn thôi. Lâm Di còn chưa lên tiếng, hai người đã đến trước cửa phòng Chu lão phu nhân, tiểu nha hoàn tiền lên vén rèm cho họ vào. Nhìn thấy Lâm Di, Chu đại thái thái lập tức nói, quận vương phi tới rồi, mau đến cùng bàn xem nên làm thế nào. Lâm Di ngồi xuống, nha hoàn thả rèm cửa xuống, Chu đại thái thái liền tuôn một chàng, thấy người ta lập quân công là bắt đầu đỏ mắt, muốn nói thì phải có bằng chứng hẳn hoi hẳn nói, quận vương gia chúng ta đời nào là mấy chuyện như vậy, bây giờ Trương Qua bị giết rồi, đến cùng là thế nào ai biết được chứ? hoàn toàn là dáng vẻ sốt ruột lo nghĩ cho quận vương gia. Chu lão phu nhân cũng trao mày. Chu đại thái thái chân thị nói tiếp, hay là mời thái hậu ra mặt cầu xin hồ. Lâm gì vẫn chưa lên tiếng. Chu nhị thái thái quách thị ngồi bên cạnh dè dặt nói, làm vậy có khác nào thừa nhận lời đồn là thật đâu? Theo ta thấy, vẫn nên chờ nghe ngóng thêm đã. Chân thị liếc xéo quách thị, mỉa mai, chờ đến khi hoàng thượng chính thức định tội luôn à. Quách thị không biết cãi thế nào, đành nhìn sang Lâm Di. Lâm Di ngước lên nhìn Chu lão phu nhân, từ tốn cất tiếng, "Quận vương gia vẫn chưa trở về, chúng ta cũng không biết đến cùng là thế nào, lúc trước mọi chuyện trong nhà đều theo ý thím. Bây giờ, cũng xin thím góp ý một hai câu." Chu lão phu nhân giơ tay cầm chén trà bên cạnh lên uống. "Bảo bà ta góp ý, có gì sai liền đổ lỗi lên đầu bà ta." nhất là trong mắt Trần Thị còn lóe lên vẻ danh mãnh thế kia, bà ta đương nhiên không thể không đề phòng. Vẫn nên chờ nghe ngóng thêm rồi hãng tính, Trần Thị nóng này kêu lên, mẫu thân, nếu quận vương gia thật sự xảy ra chuyện. Chúng ta có hối hận cũng không kịp, đại tàu đừng cuống, ngược lại là Lâm Di khuyên nhủ Trần Thị, phụ thân ta cũng từng bị tố tội, nhưng thành thương anh Minh sẽ không tùy tiện phán tội lương thần đâu. Câu này đã gom đủ hết lý lẽ, không thể rõ hơn nữa. Trần Thị như bị kê một tảng đá vào miệng, không nuốt xuống được mà nhà cũng không ra. Cả buổi sau mới cười khầy, đệ muội không hề sốt ruột tí nào nhỉ, Lâm Di hơi cúi đầu. Chúng ta là nữ quyến, làm sao hiểu được chuyện trên chiều, không thông qua quận vương gia, ngộ nhỡ làm sai. Quận vương gia trách tội là chuyện nhỏ, chỉ sợ làm hỏng đại cục thôi. Nói rồi nàng ngừng lên nhìn chu lão phu nhân, đây cũng là điều thấm nương lo ngại đúng không? chu lão phu nhân gật đầu chờ tối quận vương trở về rồi lại bàn tiếp lâm di ngồi thêm một lát mới đứng dậy xin về phòng quách thị đưa nàng ra cửa thấy trong phòng không còn ai khác trần thị lo lắng nói mẫu thân người bị trần thị nói đến mụ mị rồi sao lúc này phải tiến công tố khổ với thái hậu đề nghị cho quận vương ra đến biên cương mới phải chứ tương lai lập thêm công thì xin về kinh nhậm chức như vậy đám quan lại kia sẽ không dám cãi lý nữa võ tướng đều dựa vào công lao để nói chuyện mà ngụp kép nghĩ thì dễ lắm chu lão phu nhân liếc nhìn chân thị chưa rõ ràng tình hình mà đã hành động chính là có đi mà không có về muốn đi cầu xin cũng phải đợi đến khi nào không còn đường lui cơ bây giờ mới phong phanh nhận được tin mà đã nóng nảy tiến cung nếu thật sự xảy ra chuyện thấm nương là bà ta còn chỗ đứng sao Trần Thị đành ngóng trông trong chiều không ai đứng ra bênh vực Chu Thập Cửu rất nhanh Chu Nguyễn Cảnh đã mang thêm tin trở về. Trên chiều chỉ có một gã lang trung cục tuyển võ của tinh bộ biện hộ cho quận vương ra vài câu. Tiếc rằng gã kia có tật nói lắp, đứng giữa chiều cả buổi cũng nói chưa hết câu, đúng là chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Nghe vậy Trần Thị bật cười, sao lại có thể như vậy chứ? Nói một câu tử tế cũng không nói được mà còn đòi ra mặt biện hộ dùng người ta nghe nói làm hoàng thượng giận tới mức phất tay bãi triều người cục tuyển võ vốn khá có mặt mũi trên triều lần trước hoàng thượng có ý định phát binh đến phương bắc mỗi mình khang quận vương là chịu đi nếu đổi lại là một người có tài ăn nói chỉ cần đưa chuyện này ra là đủ khiến cả triều ngậm họng rồi bình thường phải có chuyện thượng tấu lang chung cục tuyển võ mới được vào triều nghe nói người này bước ra ban đầu còn tưởng sẽ làm nên cơm cháo gì ai ngờ lại biến khéo thành vùng Trần Thị cười tuét miệng, Khang quận vương làm sao tìm được ai giúp đỡ chú, vừa mới nhờ Hoàng Ân lập công to, người ta còn chưa hết đỏ mắt ghen ghét kìa, bây giờ xảy ra chuyện, người ta không dẫm thêm một đạp thì cũng chỉ khoanh tay hóng hớt thôi. Chu Nguyễn Cảnh nói, có trách thì trách thằng đó không biết thu mình, trong ngày cưới mặc giáp trụ đón dâu, quá mức khoa trương, võ tướng có thể đứng trên chiều người nào không vào sinh ra tử, mà có ai làm vậy đâu thằng đó ỷ mình có chút võ công và tuổi trẻ, khiến người ta trướng mắt là đúng rồi. Trần Thị kể lại chuyện Lâm Di không chịu để Chu lão phu nhân tiến cung cầu xin tha thứ, hai đứa nó đều mắt cao hơn đầu, quá đề cao bản thân, tự cho mình thông minh, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy cho mà xem. Đêm xuống Chu thập cửu vẫn chưa trở về. Chu Nguyễn Cảnh còn đang suy đoán có phải chàng bị triệu vào cung rồi hay không thì Trần Hán quay lại bẩm báo, quận vương gia đã tiến công rồi à chu nguyễn cảnh nhướng mày mọi chuyện đều như dự đoán của bọn gã lâm di ở trong phòng chu lão phu nhân đợi một lúc vẫn không có thêm tin tức của chu thập cừu chu đại lão gia và chu đại thái thái quyết định ở lại phủ chờ nghe tin để chu nhị lão gia và chu nhị thái thái quách thị trở về nhà cũ chu gia ồn ào cả ngày rốt cuộc cũng từ từ yên tĩnh lại lâm di ngồi dưới ngọn đèn vừa đọc sách vừa đánh cờ với Quất Hồng cùng mama đuổi nha hoàn ra ngoài hết rồi tới đứng cạnh Lâm Di. Lâm Di lờ đã ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt dầu dĩ của cùng mama, mama trở về nghỉ đi, ở đây có bọn bạch thược hầu hạ được rồi. Cùng mama vội vàng lắc đầu, nô tỳ không mệt, lớn tuổi rồi vốn ngủ ít, có trở về cũng không ngủ được. Vừa nói bà vừa lén liếc nhìn Lâm Di, sao trông quận vương phi không lo lắng chút nào hết vậy nhi. Đến giờ đóng cửa công chu thập cửu vẫn chưa về, Lâm Di Quả quyết bảo cũng ma ma, trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tại ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cũng ma ma nhỏ giọng đáp lời rồi đi ra ngoài, Bạch Thược vội vàng vào trong phòng trại chăn đêm. Lâm Di nằm trên giường, nghiêng đầu một cái liền nhìn thấy chậu mẫu đơn bầy cạnh bàn thấp. Nhanh chóng lấy được sự tán thưởng của Hoàng Thượng hay chính thức đặt chân trên chiều, chẳng về nào dễ dàng cả. Chu Thập Cửu đã sớm biết được hôm nay sẽ có chuyện gì, vậy mà vẫn nán tại phòng vui vẻ tìm chỗ bảy mẫu đơn với nàng. Người này, phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.